ý nghĩa ông có đề cập đến 7 nhóm quốc gia xin ông ừ. có thể nói chi tiết được không nó cỡ chừng 5 năm nhóm, nhóm quốc gia đây ừ. nhưng mà cũng đã là nhiều lắm rồi và mỗi nhóm nó nó có nhiều vấn đề cái thứ nhất đó đó là nhóm quốc gia thất bại trong cải cách kinh tế thì là, những... là vì họ đã bị các cái vấn đề thứ nhất đó đó là các cái doanh nghiệp của nhà nước ừ. hệ thống kinh tế của nhà nước thí dụ trường hợp Trung cộng ừ. trường hợp Việt Nam trường hợp, ừ. trường hợp nhẹ hơn chút là của Malaysia. Cái vấn đề thứ nhì đó, đó là các cái tập đoàn chaebol, những cái tập đoàn tư doanh, nhưng mà có ảnh hưởng quá lớn trong cái hoạt động kinh tế và ảnh hưởng nó tràn ra đến chính trị. Đó là trường hợp Nam của Hàn, Nam Hàn với lại Samsung, với lại những cái xì căng đan những cái tai tiếng. Samsung là số một thế giới về nhiều lĩnh vực lắm, nhưng mà có những cái tai tiếng liên hệ đến cái bà tổng thống mà đang ở trong tù bây giờ ừ. là bà Phát Cận hội chẳng hạn. Nhưng cái đoạn thứ ba đó đó là cái vấn đề thứ ba là cái nạn sản xuất thừa và những cái thành phố ma đó là trường hợp của chúng cộng sản xuất thừa thép thừa xi măng thừa này thế kia xong rồi cuối cùng bán rẻ cho thế giới và sản xuất thừa đó là là vì cái bong bóng đầu cơ về thị trường địa ốc thằng sản xuất ra đây là tuần vừa rồi người ta đã thấy rằng là tính ra là cỡ chừng 22% những cái ngôi nhà của Trung Cộng đã xây ra đó là những ngôi nhà ma không có chủ. Tính ra nó là 50 triệu căn nhà. Nó đâu phải là ít. bỏ trống đề... hoàn toàn đấy. Đúng rồi, bỏ trống hoàn toàn, không có hết. Cái vấn đề thứ tư là tham nhũng. Vấn ừ. đề Để... thứ năm đó đó là cái điều mà tôi vừa mới nhắc đến khi mình nói chuyện về Nhật Bản đó, đó là tức là ba mũi tên hay là cái Abenomics, kinh tế chính trị học của ông Shinzo Abe. Thứ sáu đó đó, là các nước á châu vẫn còn có một nhóm quốc gia đó là bảo hộ cái chế độ canh nông của họ trung cộng có cái đó nhật bản cũng có cái đó nhật ừ. bản của một cái nước tiên tiến đó, đó là tại vì cái khu vực nông nghiệp và nông gia, các cái nông trại của họ đó, đó là một cái thế lực kinh tế rất lớn trong đảng tự do dân chủ của ông shinzo abe hiện nay và cái đó, đó nó là một cái mâu thuẫn nó gây ra với lại các quốc gia khác canada cũng có nước úc cũng có và hoa kỳ cũng có thứ bảy nữa đó, đó là đầu tư và xung dụng tài nguyên sai chỗ, gây ra lãng phí. Thứ tám đó là ăn cắp công nghệ hoặc là thuật lý, tức là technology là cái chữ tôi dùng để dịch cái chữ technology ra. Thứ chín đó là thi đua tình báo trên không gian điện não. Tôi không dùng điện toán để dịch cái chữ cyberspace, tôi dùng cái chữ điện não là tại vì nó ảnh hưởng đến bộ não, đến nhận thức của các nước, cái tình trạng ăn cắp đó có và thứ 10 đó đó ô nhiễm môi trường từ Trung Cộng sang đến đất Việt Nam chúng ta hay là đến những cái kể cả trường hợp Indonesia với lại những cái trận cháy rừng chuyện này chuyện kia đó là nó nó liên miên hết đó là cái nhóm quốc gia thứ nhất ừ, thưa ông tất cả những cái bệnh thái bông liệt kê ra một loạt những thứ như vậy tôi có cảm tưởng là Việt Nam bây giờ dính hết đúngrà thoát được cái nào cả đúng không, không thoát được cái nào hết tất cả, Ngay cả Trung Quốc đã. cũng thế đấy. Ừ. Trung Quốc thì lại càng không thoát vậy bây giờ lại còn muốn đi lãnh đạo thế giới bây giờ ra chúng ta phải nói đến cái nhóm thứ hai đó là những quốc gia mà chưa hoàn tất cái cuộc cách mạng về chính trị để có một cái thể chế nó thích hợp cho công cuộc phát triển quốc gia vì họ bị những vấn đề như sau này thứ nhất đó, tham nhũng của dưới có quyền và có tiền à Việt Nam Trung Cộng họ tàn sát dân chúng như thầy ra trong cái vụ thuyền an môn mùng 4 tháng 6 năm 1989 hoặc là bây giờ họ giam cả triệu người gốc hồi giáo ở tại ừ, vui vui tân cương à. hoặc là đàn áp những người tây tạng đó là trường hợp của trung cộng bây giờ đó đó là thứ ba đó đó là có quốc gia tương đối khá không có đến nỗi gọi là giam cầm đối lập nhưng mà họ có cái nền dân chủ độc đảng tức là một đảng cầm quyền đó trường hợp Singapore và trường hợp của kể cả của nước Nhật sau 55 năm cầm quyền của Đảng tự do dân chủ cho đến khi mà bị khủng hoảng năm 91 92 đến bắt đầu năm 93 là đổ từ đó đến người hỗn loạn cho đến bây giờ. Cái uh, thứ tư đó đó là họ gia tăng cái ách toàn trị càng ngày đó là càng độc tài hơn nữa. Trung cộng Việt Nam và không tôn trọng xã hội dân chủ dân sự ừ. trường hợp Việt Nam nó là bản chất của chế độ độc tài, tài. cái thứ ba thứ tư nữa gọi là thứ sáu đó là họ đàn áp báo chí không có tự do tư tưởng không có tự do ngôn luận tự do và, tư và họ định chế hóa cái nạn tham ô và cái tình trạng gọi là cường hào ác bá cái đó nó cũng quan trọng thì đấy là hai nhóm quốc gia mà mình gom lại mình đã thấy rằng cỡ chừng 18 cái vấn đề khác nhau thì làm sao mà cái thế kỷ 21 này đây là thế kỷ của châu được. Thưa ông, nếu như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn một cách hết sức là tỉnh táo, khách quan và lạnh lùng nữa. Qua những lời phân tích của ông thì thế kỷ 21 không thể là thế kỷ của các quốc gia châu Á được. Như vậy thì có cái cách nào để những quốc gia châu Á họ có thể vượt thoát khỏi những cái bệnh thái trong chính lòng xã hội của họ, trong cơ chế chính trị của họ, để họ có thể trở thành một cái mẫu mực mà người ta nhìn tới như là một cái thế kỷ của châu Á không cái vấn đề nó còn kinh khủng hơn vậy đó là tại vì trong năm nhóm thì tôi mới thưa quý vị thưa anh Thái đó đó ông Thái này là tôi mới nêu ra có một hai nhóm không Tôi chúng ta đã thấy cơ mà nó là vấn đề thế thì làm sao mà Á Châu có thể đi ra lãnh đạo thế giới để đến nỗi thế kỷ này là thế kỷ của Á Châu giống như thế kỷ trước là thế kỷ của thí dụ như Hoa Kỳ hoặc là trước đó là thế kỷ của đế quốc Anh hay là của Âu Châu vân vân đấy. Yeah, thì là cái cái nhóm thứ ba đó là các cái quốc gia gặp những cái vấn đề nhân khẩu tức là dân số là cái điều mà ông Gunnar Mulder ngày xưa ông quan tâm theo dõi đó là thứ nhất tại tại vì đã lão hóa dân số dân tàu chưa giàu mà đã già chúng ta hay nói đến cái thứ hai nữa là cái chế độ kiểm soát sinh đẻ mỗi hộ một con, ừ. trung cộng bắt Đâu. đầu áp dụng từ 1978 cho đến 2015 bãi bỏ cái đó mà vẫn chưa ra khỏi, là tại vì người ta vẫn tiếp tục hướng theo cái đó mà nó gây ra những cái tranh lệch về giới tính, tức là trai thừa mà gái thiếu, ừ. đó là chuyện xảy ra cho trung cộng và mà hậu quả đó đây tức là đàn bà con gái Việt Nam đó là tự nhiên là bổ sung cho cái vấn đề dân số của cái nước láng giềng đó chúng ta ngưng lại ít phút để mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại